Hello, xin chào mọi người nha, mình là Sơn đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm mảnh bazooka nhanh nhất nha. Để đổi được súng bazooka nha. Đấy thì các bạn vào bài tăng này đó. Thì khi các bạn bắn này ấy, thì cũng cần một người đam to nha các bạn. Để các bạn bắn chứ những người đam yếu ấy, đấy thì nó sẽ lâu ra các bạn. Các bạn đi cái này thì các bạn cũng có thể mở được mấy mảnh giáp thú cấp cao nha các bạn. Đấy, các bạn cũng có nhiều đồ ngon nha các bạn. Nếu mà các bạn thì muốn cái ảnh ô tăng nhanh để được chứng nhận thì các bạn hãy vào đây nha. Chứ để các bạn đi cái mảnh chiến dòng ấy, đi các bạn chiến dòng ấy đấy thì nó sẽ lâu hơn như các bạn. Thì khi mình như đấy thì được cộng có x4 thôi, không có hiệu ba như các bạn, nên là khi x89 như các bạn. Nhưng mà khi các bạn đổi thế thì chỉ có nhận 7 ngày thôi các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn diễn ý, thì các bạn vào đại bản để chơi nha. Thì cái có khi các bạn là vui diễn nhiều súng với cả khác như các bạn. Cứ tưởng tượng con sư ca thế là đang có gì đấy à. À mà các bạn đi mà này thì các bạn đừng nên bắn thẳng mặt với cửa đây này, cửa chứa đựng thời gian nha, cửa chứa đựng thời gian bên bên trái các bạn này, đây đó khiên này, này đấy thì các bạn bắn thẳng nó thì sẽ không bao giờ bắn được nha các bạn, thì vướng khiên rồi. Ôi you
Thế mà không tới. Đấy thấy chưa, đấy thì các bạn bấm đây sẽ nó sẽ có một món cho các bạn. Các bạn câu siêu ca thì không được vào kia nha. Nếu mà các bạn bắn con đấy thì nó sẽ không mà bị chói đấy, thì khi mà mình bị chói thì sẽ lổ đau nha các bạn. Những ai yếu thì chắc tầm khoảng 2.000-3.000 đến tầm đấy các bạn, còn những ai mà khỏe thì chắc không đến đâu. Các bạn bắn ở dưới này đấy thì sẽ không mờ vào kia nha các bạn, còn các bạn nếu bắn trên thì sẽ có khi vào kia nha. Ôi mạnh quá. Sẽ thấy bị sơ cao đấy các bạn. Ồ, không chơi. Chưa? Đấy chó này thì nếu mà các bạn bắn đi đấy thì nó sẽ hủy nha, nó chết nó sẽ hủy đấy. Còn nếu mà các bạn mà để xem chó ấy thì cần gì nó chết. Nếu mà các bạn bắn cái này đấy, hình như là con kia mất nấp kia hay sao ấy, cái này chỉ lốt đến một hạn nhất định thôi các bạn. Đây thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Thấy chưa? Đấy. Thì các bạn thấy tôi mở con X8 này. Đây là mảnh đen, mảnh thú và mảnh diều này. Thấy chưa? X89 nha các bạn. Đấy. Còn đây nếu mà các bạn nào mà muốn có ngành vi viễn ấy thì các bạn vào đây. Đây. Đập bạo này. Đấy thì nó sẽ có nhiều đồ ngoài trong này nha.
Nên mỗi lần mua là 50 xu cho các bạn. Đấy. Thì khi mà chúng nó sẽ gửi vào thư nha các bạn. Đấy. Thì thôi nha, hẹn gặp các bạn ở cái clip sau nha. Còn nếu mà bạn nào thấy hay thì để lại cho mình một like và một subscribe nha. Đăng ký kênh giúp mình để cho mình có động lực làm thêm clip nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn.